Trước Chu Tiên, Tiêu Chiến đã từng 3 lần bén duyên với Lý Thấm nhưng đều không thành. Chu Tiên vừa công chiếu, đất diễn của Lý Thấm là chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng bởi vì tần suất xuất hiện của cô thậm chí còn kém hơn cả nhân vật phụ do Đường Nghệ Hân đóng. Một số người cảm thán, quả thật, duyên của Tiêu Chiến và Lý Thấm chưa tới. Không chỉ trong tác phẩm lần này mà cặp đôi còn từng góp mặt cùng nhau trong 3 bộ phim Lang Điện Hạ, Đấu Phá Thương Khung, Khánh Dư Niên. Nhưng cho tới tận bây giờ, cả hai vẫn là đường thẳng song song, chưa có điểm cắt. Trong Lang Điện Hạ, Tiêu Chiến chỉ đóng vai phụ là Tấn Quốc Vương Thế Tử Tật Trung, còn Lý Thấm sẽ nên duyên cùng Vương Đại Lục, hai người vô tình quen biết, trải qua khó khăn, hóa giải nguy cơ và sống hạnh phúc bên nhau. Theo trailer công bố thì át hẳn Lý Thấm sẽ có một đoạn tình cảm với nhân vật Tật Trung do Tiêu Chiến thủ vai. Tới tác phẩm Đấu Phá Thương Khung, cả Tiêu Chiến và Lý Thấm đều đóng nhân vật phụ. Nếu như Tiêu Chiến trong vai Lâm Tu Nhai là hậu nhân của đoàn lính đánh thuê chuyên săn bắt ma thú, đồng thời là huynh đệ vào sinh ra tử cùng nam chính Ngô Lỗi, thì Lý Thấm hóa thân thành Tiểu Y Tiên, tuy hoạt bát ngây thơ nhưng lại có khả năng nhận biết tất cả các loại độc dược và chỉ có tình cảm với Ngô Lỗi. Thậm chí cho tới tận Khánh Dư Niên, Tiêu Chiến và Lý Thấm vẫn chưa thể đường đường chính chính có được một đoạn tình yêu mãnh liệt. Lý Thấm lúc này là chính thê của Trương Nhược Quân, còn Tiêu Chiến chỉ trong vai phụ mờ nhạt Ngôn Băng Vân. Mặc dù theo nguyên tác Chuyện Chu Tiên của nhà văn Tiêu Đỉnh, nhân vật của Trương Tiểu Phàm của Tiêu Chiến sẽ kết hôn và sinh con với nhân vật Lục Tuyết Kỳ của Lý Thấm. Nhưng khi lên sóng, khán giả thực sự phẫn nộ bởi ngay cả cảnh hôn duy nhất đáng lý là của cả hai cuối cùng cũng dành cho nhân vật khác. Tuy nhiên, cư dân mạng đồn đoán rằng đây mới là những tình tiết của phần 1, phần 2 Chu Tiên sẽ là thời kỳ dành cho Lục Tuyết Kỳ. Liệu rằng Lý Thấm và Tiêu Chiến có tiếp tục vô duyên trong những lần hợp tác về sau nữa không? Đến bao giờ couple này mới có một cái kết viên mãn nhỉ?